hân hoan chào đón tất cả các em học sinh của lớp 6 vào trường trung học cơ sở Lý Thái Tổ năm học 2020-2021. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu đơn vị 6A1. Đơn vị 6A3 có tổng số 40 học sinh do thầy Quỳnh Tấn Tài là giáo viên chủ nhiệm. Hân hoan chào đón đơn vị 6A4 có tổng số 40 học sinh do cô Hồ Thị Mỹ Dương là giáo viên chủ nhiệm. Xin trân trọng giới thiệu đơn vị 6A5 có tổng số 37 học sinh do cô Nguyễn Thị Mỹ Lan là giáo viên chủ nhiệm. Đơn vị 6A4 chào đón đơn vị 6A7 có tổng số 40 học sinh do cô Nguyễn Thị Tiết Dung là giáo viên chủ nhiệm. Và lớp cuối cùng là đơn vị 6A8 tổng số 42 học sinh do cô Nguyễn Thị Tiết Dung là giáo viên chủ nhiệm. Hôm nay trường trung học cơ sở Lý Thái Tổ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự lễ khai giảng hôm nay, trường ta hân hạnh được đón tiếp ông Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cái Bồn. Ông Quỳnh Trung Phong, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cái Bồn. Xin trọng giới thiệu ông Vương Tấn Hùng, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Lý Thái Tổ. Các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành giáo dục. Nhưng với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, ngành giáo dục đã chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà. Mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa hồng vừa chuyên. Thay mặt ban giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô giáo, nhân viên nhà trường và các em học sinh xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các bậc phụ huynh và học sinh đã về dự lễ khai giảng năm học 2020 và 2021. Chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo, các em học sinh năm mới đạt nhiều thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học mới 2020 và 2021 bắt đầu.